Xin chào quý vị và các bạn đến với kênh Hữu Quốc Món Ngon Dễ Làm Và hôm nay mình xin chia sẻ đến quý vị và các bạn món lẩu gà nấu mang tươi Một món ăn rất là ngon, cách làm thì cũng rất là đơn giản lắm luôn Thịt gà quý vị rất là giàu chất dinh dưỡng Còn mang tươi nó có cái vị rất là giòn, ngọt vị hương thơm rất là đặc trưng rồi kết hợp thêm một số gia vị và các nguyên liệu khác tạo nên món lẩu gà nấu măng tươi rất là thơm ngon tuyệt vời lắm luôn và rất là được ưa chuộng trong các bữa ăn ở gia đình các nguyên liệu của mình thì gồm có hôm nay mình sử dụng nửa con gà nửa con gà này quý vị thì khoảng à, một kg à, ba nghe quý vị gà rất là to hôm nay mình làm chỉ có nửa con thôi tại gà rất là bự bớ hỏm quý vị thì mình đã làm hết nửa con với gỏi măng cục rồi và nửa con còn lại hôm nay mình sẽ nấu với măng tươi và măng tươi của mình đó quý vị thì một kg mốt nhưng mà mình gọt ra rồi thì nó còn khoảng 700 g nghe quý vị cùng một số gia vị thông thường nữa rồi trước tiên thì tỏi và hành tím mình sẽ đè cho nó dập dập là được rồi nghe quý vị để nữa mình phi tại vì mình nấu lẩu cho nên mình không có cần phải băm nhuyễn ra nghe quý vị mình để nguyên tép như vậy luôn rồi hành lá thì mình cũng uh, cắt khúc khúc ra luôn rồi mình cũng uh, cho gà vị nhỏ sẵn luôn các chế hiểm đó quý vị thì mình cũng sắc nhỏ nhỏ ra luôn để nữa mình sẽ cho vào trong nước mắm lẩu gà nấu măng của mình sẽ chấm với nước mắm trong nha quý vị rồi mình cho ớt vào cho nó cay cay cho nó ngon rồi cây măng này quý vị thì mình sẽ sắt lát mỏng mỏng ra mình sắt càng mỏng thì mình nấu nó sẽ mau chín nha quý vị đó mình cứ sắt lát mỏng mỏng ra hôm nay mình nấu măng tre nha quý vị sau một hồi mình sắt ra cũng gần xong rồi đó quý vị cái khúc nhỏ ở gần cuối quý vị thì mình sắt phanh phanh ra nghe quý vị rồi mình bắt cái chảo nước lên Mình cho hơn nửa muỗng canh muối bọt vào Rồi mình đảo đều lên cho muối nó tan ra hết luôn Và bây giờ thì mình sẽ cho cái phần măng Hồi nãy mình đã sắc lát mỏng mỏng ra đó quý vị Mình cho hết vào trong chảo luôn Để mình luộc nghe quý vị Măng mà mình luộc qua quý vị Trước khi mình nấu lẩu á Thì măng của mình nó sẽ không có bị đắng nha quý vị Mình luộc tầm cũng khoảng 6-7 phút và nửa con gà quý vị thì mình sẽ chặt ra luôn nha quý vị mình chặt ra sao cho vừa ăn gà này nó cũng rất là to cho nên mình chặt các cục thịt gà quý vị thì nó cũng vừa vừa thôi không ra to quá và cũng không có nhỏ quá nha quý vị tại mình nấu lẩu mình chặt vừa vừa thì nó sẽ dễ ăn hơn Đó, cái phần cổ mình đã chặt ra xong rồi cái phần cánh mình chặt từ từ ra nghe quý vị phần cánh rồi hòa tới phần đùi và mình có con gà nữa à, cái đùi nè quý vị cái đùi thì khỏi phải nói rất là siêu thịt lắm luôn rồi à, mình mài dao cho nó bén bén nè quý vị mình chặt cho nó ngọt nó không có bị mẻ cái phần xương thì à, mình ăn nó sẽ rất là ngon Nó à, tới cái phần mình của con gà nè cái phần này thì hơi xương nhiều cho nên mình chặt thì phải mạnh mạnh tay vào nha quý vị. và còn khúc cuối cùng. Cái này thì mấy ông nam chặt mạnh mạnh tay vào thì nó sẽ dễ dàng hơn. Đó sau một hồi mình đã chặt nửa con gà, ra xong rồi đó quý vị. Và bây giờ thì mình sẽ cho khoảng 1 phần 3 muỗng canh muối bọt vào trong cái thao gà 1 phần 3 muỗng canh bột ngọt Khoảng uh, nửa muỗng canh hạt niêm 2 muỗng canh đường cá Mình ớp uh, gà nha quý vị Mình ốp hơi uh, đậm đà một tí tại mình nấu lẩu mà Rồi nước mắm thì mình sẽ cho 2 muỗng canh nước mắm vào luôn Rồi sau đó mình đảo đều lên để cho thịt gà mình nó cái gì, nó sẽ thấm đều các gia vị. Rồi sau đó mình để cũng khoảng 30 phút nha quý vị, trước khi mình nấu lẩu. Và sau nãy giờ mình luộc thì tầm cũng khoảng gần 7 phút rồi. Khi mình luộc đó cái gì nó có lên cái phần bọt á, mình lấy giá mình vớt bỏ ra hết luôn. Măng thì nó chưa có chín nha quý vị Mình luộc thì nó cũng gần gần chín thôi Chứ nó chưa có chín Rồi mình sẽ vớt ra vào trong cái gỗ tre Để cho nó ráo hết cái phần nước nha quý vị Chút thì mình sẽ nấu lẩu đó, Rồi mình vớt ra hết rồi đó quý vị Rồi mình bắt cái chảo lên mình cho dầu ăn vào Khi dầu đã nóng lên thì mình sẽ cho tỏi và hành tím vào để mình phi Trong đốt phi thì mình đảo đều lên nha quý vị hôm nay mình nấu lẩu trong cái chảo này luôn và sau một hồi thì tỏi và hành tím có cũng vàng ống ánh rất là thơm luôn rồi đó quý vị thì mình sẽ cho nguyên hào gà vào nãy giờ mình ốp thì cũng khoảng 30 phút rồi khi mà mình cho vào đó quý vị thì mình cũng đảo đều lên nha quý vị mình xào đến khi nào mà thịt gà nó rất là săn lại luôn nó thấm rất là sâu các gia vị luôn rồi mình sẽ cho nước vào để mình nấu nó và sau một hồi đó quý vị thịt gà của mình đó, nó rất là săn lại luôn cái phần đỏ đỏ không có còn nữa nghe quý vị nó quý vị nhìn thấy các cục thịt gà nè nó săn chắc lại như vậy là được rồi nghe quý vị rồi mình sẽ cho nước lọc vào nếu mà mình nấu nước dừa thì càng ngon nghe quý vị tại hôm nay mình quên mua nước dừa cho nên mình nấu nước lọc luôn cũng rất là ngon và bây giờ thì mình sẽ cho măng tươi vào mình nấu luôn tại vì măng tươi nó nấu quá quý vị thì càng lâu thì nó sẽ mềm ngon thôi nó không có bị gã rụt đâu nghe quý vị cho nên mình nấu gà thì mình nấu một lượt với măng tươi luôn Đó, sau một hồi nấu thì nó rất là sôi lên rồi Và trong lúc nấu nó có lên cái phần bọt đó quý vị Lên bao nhiêu thì mình sẽ lấy giá mình vớt bỏ hết luôn nha quý vị Để cho nước lẩu của mình nó sẽ trong hơn Nếu mình không vớt bọt thì nước lẩu của mình nữa quý vị Nó sẽ đục đi, nhìn nó không có bắt mắt Và không có hấp dẫn ngon nha quý vị Trong lúc nấu thì lâu lâu mình cũng đảo tới đảo lui để cho phần thịt gà của mình nó quý vị và măng á nó sẽ chín đều hơn và nó ngấm các gia vị đều hơn và sau thời gian nấu nãy giờ thì tầm cũng khoảng 30 phút rồi mình biết chín hay chưa mình lấy chiếc đũa mình sơm vào cục thịt thôi quý vị nó đã lụng rồi mình nấu thì vừa chín tới thôi nghe quý vị tại vì mình khi mình ăn á mình bắt xuống bếp ga mình ăn nóng thì nó sẽ ngon hơn nha quý vị tại lẩu thì mình mình bắt xuống bếp ga mình ăn thì nó ngon hơn và mình nêm nếm lại nó còn hơi hiếu vị mặn chút xíu thì mình sẽ cho nước mắm vào để cho nó thơm hơn nha quý vị Nó bây giờ thì lẩu gà nấu măng của mình cũng đã chín rồi mình sẽ cho cái phần hành lá vào rồi các cái ớt trái quý vị thì mình cho vào mình trang trí thôi cho nó đẹp mắt hơn rồi mình sẽ tắt lửa luôn nghe quý vị. Rồi mình nhắc xuống bếp ga để mình dùng. Qua wow, bây giờ mình quay cận lên nè quý vị. Lẩu gà máu măng tươi của mình cũng đã chín rồi đó quý vị. Đó, quý vị nhìn thấy trông rất là hấp dẫn lắm luôn. Món lẩu gà nấu măng tươi nè, mình ăn với bún rồi các loại rau ăn kèm thì có thể mình sử dụng là bắp chuối nè hay là giá hay là cải xanh cũng tùy theo ý thích của mình nha quý vị đó, một món ăn ngon rất là dễ làm cũng đã thành phẩm ở đó quý vị trông rất là hấp dẫn lắm luôn món này lai gai rất là tuyệt vời rồi hữu quốc món ngon dễ làm xin cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào video lần sau